thảo dược để xông thì là nó từ đâu chị? Dạ, nó từ hoàn toàn từ thiên nhiên chị ạ. Nó có những cái thành phần như là lá trồng thông này, vỏ quýt này, hoa hồng này, tinh dầu hoa hồng này, và cái đấy nó sẽ giúp cho ngăn ngừa những quả nấm nấm cùng tím, giúp cho vết thương mau lành hơn chị ạ. Còn cái tiếp theo là nó còn chống viêm sưng, thúc đẩy nhanh chóng quá trình phục hồi và săn chắc vùng kín. Cái cuối cùng là nó giúp cho việc đào thải cái này cái sản dịch trong người trị ra nhanh hơn, và quan trọng là thuốc và nó chỉ dễ chịu hơn, cảm thấy thoải mái hơn. Xin chào tất cả các mẹ, chắc là các mẹ rất là bất ngờ không biết mẹ Thanh Mai đang ngồi đâu đúng không ạ? Mình đang có mặt ở một cái phòng xông hơi dành cho mẹ sau sinh ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Chắc chắn đây sẽ là một cái không gian rất là lạ lẫm với tất cả mọi người, và với cả mẹ Mai cũng như thế. Lần đầu tiên trong hành trình sinh con mình được cảm nhận không gian như thế này và một cái tiện ích dành cho các mẹ bầu sau sinh. Hôm nay thì mẹ Mai sinh bé được ngày thứ 3, và sau 2 lần được xông thì mình cảm thấy là cần phải review ngay cho các mẹ. Thứ nhất là khi mà được xông hơi một tí ấy, thì mình thấy rằng là bước vào phòng là đã có một cái cảm giác rất đặc biệt rồi. Cái mùi lá trầu không, mùi vỏ quýt và mùi hoa hồng rất là thơm. Và ở đây thì như không gian mà mọi người vừa xem ấy, thì mọi người sẽ thấy rằng là mỗi người sẽ có một cái bàn gỗ, và cái bàn gỗ đấy thì các mẹ sẽ ngồi lên, và ở dưới thì sẽ có một cái hệ thống xông hơi vùng kín. Hơi bốc lên thì mình có thể điều chỉnh được các cái mức độ và cái liều lượng để làm sao đấy cho ổn nhất cho sức khỏe của mẹ. Cái thứ hai nữa là hoàn toàn tất cả mọi thứ đều từ thảo dược tự nhiên. Thế thì các cô có chia sẻ cho mẹ Mai đó là khi mà chúng ta xông vùng kín thì sẽ có mấy cái tác dụng như sau. Thứ nhất là nó sẽ đẩy sản dịch ra cho các mẹ nhanh hơn này, hết viêm này, và không có cảm giác bị sưng tấy gì cả. Thứ nữa là mình sẽ làm thơm cái vùng kín của mình hơn, tại vì là các sản dịch nó ra thì không tránh được cái mùi hôi. Cộng với đó là một cái không gian rất là gần gũi và rất là tiện, ở ngay gần khu mà mẹ Mai nghỉ ở phòng dịch vụ. Thế nên chỉ cần đi mấy bước chân là đã ra đến đây rồi. Hy vọng là các mẹ sinh con ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thì cũng sẽ có được một cái trải nghiệm thú vị như thế này, để giúp cho mình tăng cường sức khỏe này, và khi bước vào không gian phòng này thì cảm thấy rất là happy.